kiểu nghe ông văn văn hoàng bảy là mình cảm thấy tĩnh tâm nhất. Em này căn số đâu mà vậy? Sao lại em lúc nào chán chán là em hay nghe nghe văn mà. Anh thì ngày xưa thì anh hay nghe, anh thích nhất là ngồi thiền, nhưng mà anh đã còn không có thời gian mà buổi tối mình cứ là hay ham học hỏi chứ mà một là học người, hai là để thêm xem những cái cậu mình không biết đâu xã hội nên mình rất thích là ở nhà thì không biết hết những chuyện trên đời nên hay dành thời gian nhiều vào cái trên mạng. Các như này thì không bao giờ có cảm giác không có gì cả. Còn nếu mà để bằng nó trong lúc nào cảm giác là tự nhiên nhá, chưa làm gì nhá. Tự nhiên chưa làm gì chỉ có xây. Chưa làm gì luôn, mới chỉ cầu cắt thôi nhá. Nhưng mà em thay đổi cái kiểu robot này đẹp mà em suốt ngày cứ vô cái đẹp. Đấy. Ngày trước mà... cái này không giật tỉa mỏng nó không giật tỉa mỏng mà chỉ có tỉa trong cái ngọn cho nó đổ bắn thôi. Chị đây? Không, chị không ở nhà, chị đi giải rồi. Chị tận đường Mai Dịch cơ. Lúc là chị về chị điện. Đấy, anh cắt cho nó cứ mềm mại như này. Vâng. Nhìn sau, mềm mại. Anh hay cắt bố mềm mại chứ nó không đấy, em thích cái kiểu là ngày xưa. Vâng, ngày xưa đó. Để đi ngay nhé, người đang thích này, đang bố Nhật Hà này, bố Nhật Hà nha. Nên các kiểu này đã chỉ ha. Dạ. Thay đổi thứ. Dạ, con gầy. Con bếp này. Thế kia em làm được kiểu nào chứ? Trang Đường. Em chào anh, chào Trang nhé. Chào Trang Đường. Mọi người post cho Quang Lê 5 sao nhá. Post cho Quang Lê 5 sao cái mẫu bốt này đi. Đấy. Đầu phải nhất thiết này cũng phải. Lúc nào cũng vuông đét như thế này. Hai bên là cũng mềm nhé. Cái này đúng là đúng là của nó lúc nào cũng được này như thế nào vậy, nhưng mà em cứ nhẹ ngôi cơ, nghĩ sao giờ này mấy giờ mình vẫn nhẹ ngôi. Đoàn kết lại là một thằng bỏ đi, một thằng bỏ đi nữa.
để cho bố mẹ phải bị bất lực sau một vùng này. Bây giờ chẳng biết làm nào thì chả phải đồng ý gì. Người ta bị đồng ý chứ đâu phải lý do người ta tìm người đồng ý cho. Nên anh thích kiểu gì là kiểu đấy. Nhìn này trước thì nó không có gì khác biệt. Anh cạo lại cho em. Không, cái này không cạo. Cái này có cắt gì liên quan cái này không? Để tự nhiên hết. Để tự nhiên hết này. Nó bán nhẹ nhàng thì nó không bị một cái kiểu dạng như vuông đẹp cái cục như này. Bên trên ngắm cái này, chỗ này ngắm bên dưới dài như vậy, còn là cái đằng sau này thì nó có ốp đằng sau thì nó sẽ có nó. Hôm anh Việt anh bảo anh không thuê đây để mà tự nhiên ca thắng Việt anh cứ đổi đi cắt tóc ở đâu bây giờ. Em hôm bà thấy gọi đi, hôm trước anh về Thái Nguyên con bảo có đi nhà bên Thái Nguyên cắt tóc thì thôi. Đi lại. Quay bên này nó không độ sáng mà quay từ ngoài này là nó đẹp. Đang xem. Này sẽ thấy tất cả. Đây là tóc tự nhiên nha, không phải làm gì. Đây này đó. Thật ra nếu anh thì anh thấy em cắt cái này rất là đẹp nhất. Bởi vì em thấy anh hay cắt đầu gốc. Anh chuyên cắt đầu gốc luôn này, cắt đầu. Ngày xưa Mỹ Đình anh cắt cho em đầu gốc này. Ngày xưa cắt là xong là ép. Em đâu ra là mình bút. Thì đợt trần sân tẩy sẽ ép vào nữa. Ép xong rồi cứ quay đi quay lại xem là anh ở bên này vạch một tí bên kia. Vạch một tí xong cứ loạn đi.